Khổ quá, làm sao? Thế rủ tôi ra đây mà mặt mày mất sổ gạo thế? Cuộc đời tôi sắp có một bước ngoặt lớn. Sao? Thì sắp cưới gì nữa? Sai lầm. Cái gì? À không không, đúng đúng, ai anh phải lấy vợ sinh con đúng không? Trước khi cưới tôi đã tìm hiểu rất kỹ về hạnh phúc gia đình rồi. Tôi đã nắm rõ cái định luật 7 vờ 7 cờ. 7 vờ 7 cờ là sao? 7 vờ tức là vui vẻ vội vàng về với vợ. 7 cờ là chăm chỉ chiều chồng chóng có con. Sai lầm. Hả? Cái điều này là sai lầm. Hả? Nha. Đàn ông ấy khi mà lấy vợ ấy, sau đó tất cả những người đàn ông họp lại với nhau mà đúc kết ra được 10 điều. 10 điều? 10 điều mà tất cả đàn ông trên thế giới đều cho là đúng. Sao nhiều thế? Thế có học không? Thế có muốn gia đình hạnh phúc êm ấm không? Thôi thôi tôi đi về. Ấy. Nha. Thế tốt nhất là khi tôi đọc ra những cái điều này, ông nên cầm giấy bút ra ghi lại cho nó kỹ lưỡng. Tất cả những điều này là tôi ghi ở trong sổ tay của tôi trong điện thoại rồi nhá. Khẩn trương lên. Nói đi. Điều thứ nhất, vợ luôn đúng. Cái gì? Sao lại vợ sao lại đúng được? Ôi giời ơi, thế có nghe không? Sao lúc nào cũng đúng á? Lúc nào cũng đúng. Là như nào? Thì đôi khi có thể là người vợ đúng, nhưng mà người chồng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Chồng chỉ đúng khi vợ cho là đúng. Đây này, cái điều thứ hai này. Điều thứ hai nghe cho kỹ này. Vợ làm gì thì phải vui vẻ chấp nhận, ủng hộ nhiệt tình. Nhưng nó lại quan trọng ở điều 3. Hả? Vợ làm sai thì xem lại điều 1. Thế đây. Thế là thế, thế thời phải thế. Rồi. Thứ tư nhá. Không được liếc gái, không được tán tỉnh chém gió với gái, không được hút thuốc lá rượu bia nhá. Về nhà ảnh hưởng đến vợ. Ê, cái điều 4 này nó hơi dài. Điều 4 này dài bởi vì vợ nó quan trọng nhất cái điều 4 này đấy. Là okay. không. Rồi ok. Điều thứ 5. Khoan. Bực tắc tắc. Rồi. Điều thứ 5. Chín điều này toàn là 9 điều sợ vợ cả. Ông có cái điều nào mà điều không sợ không? Có, điều thứ 10 đây này. À thế à? Điều thứ 10 này là điều quan trọng nhất. Có nghĩa là điều thứ 10. Đàn ông phải là người quyết định những việc quan trọng. Phụ nữ là người quyết định những việc không quan trọng. Hay. Thế đàn ông quyết định cái điều quan trọng là những điều gì? Những điều quan trọng của đàn ông đó là bỉm lên hay bỉm xuống này, xăng lên hay xăng xuống này, rau lên hay rau xuống này, thịt lên hay thịt xuống này, rồi là đón con đưa con các kiểu. Tôi tưởng cái này là những cái điều không quan trọng mà. Những điều không quan trọng đó là mua nhà, mua xe, đưa bạn đến nhà nhậu, rồi là tổ chức đi nghỉ mát. Thì tôi tưởng đấy là những cái điều quan trọng. Nhưng mà gia đình tôi nói thế. Tôi thấy cái điều quan trọng nhất của đời tôi bây giờ là... Là gì? Hoãn cưới. Quá lên. Ôi, 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 ôi
có sao sao lại uống nhiều đấy hả? Dạ, vì anh này vừa nói vào ba ra bệnh em mới uống được ba chén mà. Ơ đúng rồi, gì nữa, gì nữa, không gì nữa, ông gì đấy. Uống cho em ơi, uống đi. Dạ. Để đấy, uống một vừa hai phải đấy nhá. Đúng rồi, vợ ông uống được thì để vợ ông uống đi. Cứ để cô uống. Ủa vừa nói vào ba ra bệnh em vừa uống đủ ba chén rồi ạ. À? À, đấy các bác xem, em rất là nghe lời chồng em ạ. Chồng em nói gì em cũng nghe, chồng em nói sai không thành đúng ạ. À. Chồng em là ông trời, là oxy cho em thở hàng ngày ạ. À. Dạy vợ từ thuở còn thơ đấy, dạy con dạy vợ từ thuở còn dạy gì nhỉ, dạy con từ thuở còn thơ đấy. Thôi bây giờ còn ngồi đi làm gì? Vậy! Chúng con trong cái thì còn ngồi đi mất chơi. Dạ vâng ạ, vâng thưa chồng. Thế đấy. Thôi vào thì cứ để cho cô ấy ngồi. Dạ thôi ạ, chồng em đã nói như vậy thì em cũng xin phép lui ạ. Nhưng mà trước khi lui thì em tôn trọng các bác ở đây, em xin ra 7 chén ạ. Được rồi, được rồi. Chén thứ hai, em chúc anh trai. Ui ôi, đây này. Chén thứ hai, em xin chúc anh trai sức khỏe và thành công ạ. Xin mời, rồi đây. Tôi sẽ ăn nhờ anh. Uống đi ông nghe nhá. Anh trai, chúc sức khỏe nhé. Này. Sống với em như thế này được đâu. Hôm nay em làm anh mất hết cả thể diện trước mặt bạn bè. Ôi, chồng ơi, em xin lỗi chồng ạ. Đây là lần đầu tiên em còn bỡ ngỡ ạ. Em uống ít rượu. Lần sau em hứa sẽ không để cho chồng mất thể diện ạ. Trời ơi, không phải là cái thể diện bằng cái việc là em uống nhiều hay uống ít, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ chắc chắn là nhiều hơn. Em sẽ chồng đi đâu là em đi theo đấy ạ. À. Chồng uống rượu là em cũng sẽ uống rượu ạ. Bà ơi, thôi được rồi. Anh mà cứ như thế này em bắt trước anh thì chết. Vợ ạ. Anh hứa với vợ, từ bây giờ anh sẽ không đi nhậu nhẹt nữa. Để cho yên ấm cửa nhà. Vâng,
khỉ gì. Ôi, chủ nhà trông xinh thế nhỉ? Mình không ăn trộm nữa. Không được, không được. Mình đến đây là để ăn trộm, không phải làm một chỗ đổi bại như thế. Ăn trộm, ăn trộm. Trộm gì bây giờ? Một đống bánh thế này lại không ăn, bỏ phí thế nhỉ? Ngon quá. Chồng với con giờ nay còn chưa thèm về. Sao gọi điện thì sao nào? Mình à, sao giờ này còn chưa về? Uống vừa vừa phải phải thôi đấy nhá. Biết hôm nay có việc gì chưa? Tắm rửa sạch sẽ rồi đấy nhá. Nhanh lên. Trời ơi, thôi đi ngủ. Mấy giờ mới về đây? Ôi trời. Mấy ngày hôm nay đi lĩnh lương về. Mấy thằng cơ quan mời đi làm trận tương bừng. Không mang lương về cho vợ còn. Ê ơi, mình ơi, mình yên tâm là anh mang lương về đầy đủ. 18 củ vẫn còn nguyên này. Đi ăn trên rừng dưới biển đủ cả mà không mất một đồng nào. Bye bye. Lưng nào. Lùi xuống. Chúng nó đi. Nữa đi. Nữa đi. Lưng đi. Dạo này là bia rượu hơi nhiều đấy nhá. Lạnh nhạt với tôi lắm đấy nhá. Có run thế này. Lắm rồi đấy. Thứ nhất, tôi đúng là trộm đấy. Thứ hai, tôi là
trộm nhưng vào đây chưa làm ăn được cái gì cả. Thứ ba, tôi không có ngáy. Và thứ tư, ông ngáy đấy, xin lỗi vợ ông đi. Tôi ngáy, tôi xin lỗi mình nhá. Anh ơi. Ơi. Em thay xong rồi anh ơi. Ở đâu rồi đấy? Thôi em không ra đâu. Thay mua quần này không ra đây làm sao? Ra đây xem nào. Chú thấy không? Anh chọn cho chú cái quần quá đẹp luôn, mặc vừa in nhá. Rộng lắm anh ơi. Rộng. Có tay em nào rộng đâu? Đây, anh xem này. Cái quần của nó rộng này. Rộng có thế nào? Chú yên tâm. Đây anh bảo, cái quần của anh nhá là nó đa di năng, người gầy cũng được mà người béo cũng được. Cầm đây. Người ta may quần là người ta tính toán hết cả rồi. Đây bỏ ra anh bảo. Đây. Đấy. Ngon chưa? Đấy. Đấy. Ngon chưa? Đấy chưa? Vừa chưa? Chú thấy không? Quần của anh là béo mặc được, gầy mặc được. Đấy, chú chịu khó mặc cái quần này, ăn uống nó khỏe lên. Đấy, đàn ông con trai nó phải tốt to béo, hiểu chưa? Đấy, thế đẹp rồi đấy. Ừ. Thôi, hay có khi là thôi em... Thôi là thôi thế nào? Đây, 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 chú yên tâm. Nếu chú không thích cái này nhá. Đây, cửa hàng anh sẵn sàng luôn. Đấy, mặc quần, khuyến mãi thắt lưng. Đấy, chú thấy có cửa hàng nào chăm sóc khách hàng như cửa hàng anh không? Đấy, vui lòng khách đến mà lại vừa làm khách đi. Nhưng mà anh ơi, em thấy nó vẫn rộng lắm anh ạ. Không rộng. Hay là thôi anh ơi. Anh nói chú này nhá, đây là mốt thời trang của năm 2017 đấy, chú hiểu không? Em biết rồi nhưng... Đấy, ngon chưa? Cái thứ hai là này, đấy. Chú xuất mát của anh rồi. Cái quần mới mà chú mặc vào bây giờ anh bán cho ai nữa? Được rồi, mặc này vừa đấy, anh chân đẹp đấy. Nhá. Vừa, thôi đi đi. Bao nhiêu anh? Thôi dù sao đây chú khách quen nhá. 620, anh bớt 20% còn 600, được chưa? 600? Được rồi, thế là rẻ đấy. Này, lần sau đến nhá, anh sẽ giảm tiếp cho chú 20% nữa. Anh chỉ lấy 550 thôi, được chưa? Vâng, được rồi. Ừ. Để có mua quần áo cho vợ không? Thôi, em không. À. Rồi, 600. Rồi, cảm ơn chú nhá. Ừ. Quá đẹp, con quần này hơi đẹp đấy. Thế nhá. Có quần Âu nào anh ơi? Ơ, anh đi à? Ôi dồi ôi, anh mua quần Âu gì? Anh mua quần anh đi mẹ có cái đám tang. À, cuối xóm. Đây là hàng nữ, hàng nam bên này. Đấy, ông anh, đây, lấy cho anh ông quần. Anh thích quần Âu đúng không? Sẽ nhắm lại quần Âu, có sóc. Quần Âu. À, từ. Chăm sóc khách hàng rồi, chăm sóc con nơi trốn rồi ôi. Được. Ui, khá quá nha. Đây ơi. Đây, em nói anh này nhá. Quần áo của bên em thì không thiếu à. Có cả hàng Việt Nam này, hàng nhập khẩu này, châu Âu này, châu Mỹ này, Latin này, các kiểu đủ hết. Đấy, thế bây giờ em thấy người anh ấy thì nếu mà mặc quần Âu nó không tôn dáng. Anh hiểu không? Đấy, cho nên là em mạn phép em chọn cho bác cái quần này. Đấy, quần này nó là quần kết hợp giữa Tây và ta. Đấy, mà hàng nhập khẩu chính hãng luôn này. Đấy. Quần này là quần mới đấy chứ hả? Vâng, mà cứng. Tại sao tôi trông nó có vẻ cũ cũ nhỉ? Ấy, anh ơi, không phải. Em nói cho bác biết rồi nhá. Là cái quần mới bây giờ, mốt của 2017 ấy. Đấy, là người ta hàng mới. Xong người ta cho vào trong máy, người ta vò đi để cho nó bạc. Đấy, trông mặc cái quần nó sẽ từng trải. Em đây, bác mặc thử. Em đảm bảo luôn. Quần nào, quần như vào ăn cỗ. Ấy, phòng bì, trốn gì không ạ? Không phải. Bác yên tâm, em chọn cho bác quần. Ôi dạ, bác cứ xử thế này, đến đây một chân thế này thì không phải đi giày à? Sao hơi dài một tí này. Sau đây bác mặc thử đi rồi em sẽ khuyến mại cắt gấu cho bác. Đấy, quan trọng là vừa bụng. Quay mà đi cái. Quá người ông anh đẹp đấy. Bác cứ làm như này. Bụng này có vẻ căng em ạ. Em là lét thế sao? Đây. Không, đây. Úi dồi ôi. Bác đây không? Không. Ăn còn ngồi xuống mà. Đây, bác cứ thả lỏng có thể. Đấy, vừa không? Ở đâu? Con quần này nó tôn dáng bác lên. Đấy, trông người cũng tầm thước mà mặc một cái trông lững lững. Áo là tối màu. Tối màu? Không, em nghĩ là bác phải mặc áo sáng bác ạ. Không, đám tang. Tang à? Đám tang. Ăn cưới đám tang bây giờ giống nhau. Rồi bác thích đây em chiều bác. Kiếm cái áo nó tối màu. Đây, rồi áo tối màu gì? Con áo này là em nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, bác hiểu không? Em đánh cả công mà đúng còn lại bán hết rồi, một tháng rồi. Toàn hàng nhập khẩu đấy. Vâng, em toàn nhập công mà em bán đi. Đắt nó sắt ra miếng mặc cái áo và nó mát rượi luôn, bác thấy mát không? Đấy. Thôi không vừa. Không, đây. Quá vừa luôn. Này ngồi xuống uống một cốc bia nữa nó bùng cúc bụng. Không, bác nhầm hàng em hàng nhập khẩu. Cái vải này là vải chun, bác hiểu không?
nó sẽ co giãn, nó bám vào cơ thể mình, nó không bao giờ... Bác cậu làm sao cái mồm cậu nó cứ lau như cái thuyền sáu chèo ấy. Cụ thể là bộ này thì bao nhiêu nhanh như khẩn trương? Quần này quần nhập khẩu, áo này áo cũng nhập khẩu luôn, thế là cái quần này 1 triệu. Đấy, cái áo này là 900, của bác là tổng cộng 1.9 triệu. Thôi nhận cái này giả, thôi. Ơ, vâng. 1.9 triệu. Bây giờ đây này nhá. Đàn ông nói ít, anh thích nói một câu. Vâng. Được thôi. Bác nói một câu, em nói một câu luôn. Bây giờ đi ăn cỗ phòng bì làm trăm rồi đúng không? Vâng. Cả làng người ta đi 100. Đúng không? Đúng không? Vâng. Anh rút lại 100. Vâng. Phòng bì. Còn bao nhiêu tất tay. Vâng. Chúng nhất trí thì cầm, không nhất trí thôi. À không thì của em là 1.9 triệu thì em bớt cho bác 100 là 1.8 triệu thôi này. À không biết, anh bây giờ chỉ còn bằng này thôi, chú đồng ý, đồng ý không đồng ý cởi ngay. Đồng ý thì bác bảo em đồng ý, em đơn giản mà. Nó không cãi cởi 5, 6, 7, 7, 8, 9. 1.8 triệu mà bác giải 1.900 triệu. Ôi giời, chú mua ở đâu anh không biết. Tây Tàu, Mỹ, Nhật, Canada, Úc anh không biết. Thế này anh nói chú nhá. Vâng. Chú bán cho những người mà đi ăn đám tang ấy. Vâng. Là rất có lộc. Vâng. Sinh giữ tử lành, chú hiểu chưa? Vâng. Có khi chú bán cho anh bộ này nhưng mà các cụ phù hộ độ trí chú bán được 20 bộ khác. Mua chú lấy 2 triệu cũng được. Có hiểu không? Nhá. Có đồng ý không? Không đồng ý cởi luôn. Thôi được rồi. Thôi được rồi thì nói luôn câu đi làm gì đi. Ông anh đi vui vẻ ông anh nhá. Muộn. Ăn cỗ muộn. À, cậu gì à? Ôi, ông anh à? Quát tay cái anh. Hay á? Dạ vâng. Thế là đi là anh có lộc. À, dạ vâng. Mà cậu cũng có lộc. Ui dồi ôi, em nói thật là. Em chưa gặp người khách hàng nào mà lại chu đáo tận tình với cả nhưng mà cậu là phải lưu ý là bán hàng là phải có uy tín. Dạ vâng, vâng. Em nói bác biết bán hàng là chữ tín là đặt trên hàng đầu luôn. Hàng đầu luôn. Vâng. Nói là phải đúng, đúng không? Dạ vâng, rồi rồi. Hàng bán là phải chuẩn. Anh hỏi cậu cái quần này có đúng là quần mới không? Ôi dồi ôi, bác hỏi em câu đấy chính tỏ là bác hơi bị xúc phạm em đây. Em nói với em bán hàng đây bao năm nay rồi. Anh hỏi có đúng là quần mới không? Em đảm bảo cậu bác. Cậu say rượu ra cậu nói nhiều. 100% là hàng mới luôn. Nga quần mới luôn. Em thề luôn. Thật quần mới. Vâng, mới 100% luôn. Thế thì tại sao trong quần mới nó lại có cái ví à? Là thế nào? Có ví trong quần gì ạ? À thế này, ôi dồi ôi này. Em bắt tay anh cái. Phải bắt tay xong em mới nói. Thế này là cửa hàng em ấy có cái đặc biệt, chương trình khuyến mại đặc biệt. Tức là trong một tháng bọn em sẽ nhét một cái ví vào một cái quần bất kỳ. Người khách nào mà trúng phải cái đấy là cái ví ấy, đương nhiên là thuộc về người khách hàng ấy luôn. Cái ví may mắn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh lại thắc mắc một cái là tại sao lại trong cái ví ấy nó lại có cái chứng minh thư. Thế này, tức là vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Bọn em để cái chứng minh thư để khách hàng quay lại đấy. Rồi và em nếu mua tiếp bọn em sẽ nhớ mặt và khuyến mãi là 30%, anh hiểu không? Thế là anh lại có cái ý kiến thế này. Dạ vâng. Lần sau chú chủ cửa hàng chú muốn khuyến mại. Dạ vâng. Thì chú chỉ cần đưa 5 triệu trong ví cho anh là đủ. Còn ví mẹ chứng minh thư để chú giữ lại. Đây đích thị là nhà thầy thôi. Chị có nhầm không đây? Đây là nhà thầy bói nổi nhất vịnh Bắc Bộ hay là thầy bói văng nhất vịnh Bắc Bộ đấy? Nói nhỏ thôi. Hay là thầy bói dở? Đã là đất thiêng, đã là một cái người có khí phách thiêng ấy, thì nó phải bí hiểm như này chứ. Trăm năm trăm cõi người ta xem bói Facebook đúng là rất hay. Chỉ cần đánh điện thoại vào đây là báo tin tức nó có ngay trên ạ. Nhà đây. Rồi, con chào thầy ạ. Vâng. Rồi nghe chào. Tanh thầy lâu lắm rồi, hôm nay chúng con mới đủ duyên đến để nhờ thầy xem. Vâng. Thầy á, thầy nhìn ở ngoài trẻ hơn chết phây nhỉ. Trẻ thì trẻ mà thầy đẻ khối con thì này. Đúng rồi thầy ạ. Thầy thấy chưa? Thế mà mày cứ bảo thầy là thầy lởm. Cái gì? Dạ. Không ạ. Ô, thầy ơi, thầy cho con hỏi là con nghe nói các thánh mới có cái quạt như thế này thôi. Có phải các thánh độ cho thầy không ạ? Cái quạt này á? Ê, nhà thầy bị cắt điện thì tôi quạt cho nó mát chứ đi. Cắt điện chứ không phải mất điện à? Ê, hỏi nhiều đấy nhỉ? Thế đến xem hay là đến thu tiền điện mà cứ hỏi? Dạ, sao mối thầy? Con đến để xem ạ.
Vâng ạ, đi bọn con xin phép đặt lễ thầy ạ. À, nhất là vái thiên địa, nhị vái Facebook. Xin cho thầy xem số điện thoại cơ nhỉ. Sao phải xin số điện thoại làm gì hả thầy? Hỏi nhiều đấy nhỉ, xem số điện thoại. Để mà lúc nào mà thánh mà sang tai lai lời là thầy phán cho bọn con. Đúng luôn. Đúng rồi. Ui luôn này này. Béo nhưng mà khéo hơn con gầy. Con lấy cứ xem cho chị con. Con là con tín lắm, thế nên là con có linh cảm mà. Số điện thoại của con nhá. Đọc số điện thoại đi. Cái gì? 222 222 666666. Ui dồi ôi, số đẹp hơn cả số thật rồi. Ui trời ơi. Dạ vâng ạ. Thế đọc số 01696. Con này dùng đầu mượn một số là ít tiền. 704 068 ạ. 06. Rồi. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt à? Có hai người ạ. Thầy rau quẻ ạ. Rau quẻ nhá. Vâng ạ. Thế mày nhận bên nào, chẵn lẻ hay là sắp đôi? Quê chỗ nào? Nội thành hay là ngoại thành? Không, con chị em con ở nội thành ạ. Nội thành ấy đi. Vâng. Nội thành mà tiền lại tiền ngoại thành. Rồi. Được chưa hả thầy? Vừa rồi bị người yêu bỏ thì có buồn không? Ôi dồi ôi, thầy ơi, thầy thiêng quá. Nó không phải khóc. Không cứ nhắc đến là con xúc động con không kìm nén được. Ôi, không phải mới khóc. Mới có đi học nước ngoài một tháng thôi mà chia tay con luôn đấy thầy ạ. Không phải buồn. Rồi đâu nó sẽ có đó nhá. Vâng, con chăm dự nhiều thầy ạ. Này, chị đừng có tin vội. Cái gì? Không tin nữa. Không tin là chiều hôm qua mày trượt môn chết là đúng rồi đấy. Ôi dồi, con lạy thầy. Kỳ này con trượt mấy môn rồi, làm sao thì con không bị học lại bây giờ ạ? Chết chứ, con không tin. Sao mối thầy, con này là nó hay nói linh tinh ấy. Báng bổ ấy. Thế bây giờ bỏ tiền thêm vào lúc nãy là thầy khởi động thôi. Vâng. Bây giờ mới là cái phần về đích, mới là cái phần gọi là duyên phận. Nó gọi là cái phần mà mộ. Ôi, rồi phần quan gia trọng lắm trạch. Đấy. Vâng ạ. Đấy. Chị em con gửi thêm giọt dầu ạ. Thế con bé này dài bao nhiêu? Sao lại phải nói chiều cao ạ? Này, báng bổ nhá. Cứ cãi thầy. Chiều cao là nó lao vào cái số phận, mà cái số phận nó xúc vào tận cái chiều cao. Thế là bao nhiêu? Dạ con tổng cộng 170cm ạ. 170cm lại để có tầng này. 170cm thì nó phải là một củ 70 cá. Thì nó tỷ lệ với chiều cao. Vâng ạ. Đi xem thế thì làm sao mà các thánh là phù hộ cho. Nó tỷ lệ. Hiểu chưa? Thế lại thầy đo đã. Thế có đúng là 175cm không? 170 ạ. À 170, thế mà cứ lấy thầy làm chuẩn nhá, để đo nhá, để xem nào. Đâu? Cái này ạ. À. Thôi thầy ơi. Thôi, mày đừng im. Đừng im nữa thầy xem nào. Ôi, được rồi, thầy đo như thế được rồi. Thôi được rồi. Con xin phép ạ. Ôi, thế. Con cứ ngồn ngộn như thế, thành tầng như thế thì... Thôi. Thế là không phải đâu ạ thầy. Thôi. Con thì thôi. Thế, thầy chỉ muốn nói thế này này. Bây giờ là thầy xem ấy, thì là như các con biết rồi. Thầy mua like của thầy là nhiều nhất ở trên Facebook rồi. Thế thì chắc chắn là phải bỏ thêm vào. Thế thì là thầy mua like. Đấy. Thì cứ tập trung vào. Duyên phận thì phải tập trung. Vâng. Hiểu chưa? Vâng ạ. Bây giờ thầy chắc chắn là thầy xem cái gì là chuẩn về cái đấy. Thì chỉ cần đặt thêm một tí vào thôi. Thì thầy sẽ phán cho. Và thầy phải phán ví dụ thế này để cho biết này. Bây giờ đưa tay ra thầy xem nào. Dạ. Xoe rộng ra. Vâng. Bây giờ lại cụp nó vào. Cụp vào. Giơ hai ngón ra thầy xem. Hai ngón đầu này. Đấy. Vâng. Thế này là thầy kết luận luôn. Vâng. Con bé này là cái tính ấy là thuộc cái dạng là dễ bảo đấy. Thầy siêu thế. Ai bảo là con đã thân thiện dễ gần dễ tính ấy thầy ạ. Đúng. Sao thầy biết? Thầy bảo gì mà cũng làm nó chả là dễ bảo à. Con bé này đưa tay lên thầy xem. Thế thì thôi.
thầy kết luận luôn nhá, con bé này là người rất khó gần và rất khó bảo nhá. Sao thầy bảo nó khó bảo? Thì bảo mày đưa tay ra mày không đưa thì chả là khó bảo. Thầy cái gì ta chả biết. Thầy ơi, có thật là cái gì thầy cũng biết không ạ? Ờ hay, cái gì thầy cũng biết. Gì cái gì thầy cũng biết nhá. Thế thầy mà phán sai thì sao ạ? Thầy mà phán sai nhá, thầy đền gấp 2 cái này. Thầy nói thật không ạ? Thật chứ. Thế thầy cho con hỏi, bắp wifi của đứa bạn cạnh phòng con là gì? Bắp wifi á? Tao chịu.